Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của em Hoàng Nhung Hải Dương. Vâng, trước mắt quý vị đây là một chiếc xe mang thương hiệu Pensoline, một thương hiệu khá nổi tiếng của Mỹ. Pensoline Edgework là dòng xe cao cấp hẳn so với những dòng xe khác. Edgework là phân khúc cao cấp nhất của Pensoline. Nó được ví như Lexus của Toyota. Và chiếc xe em review hôm nay là chiếc xe Pensoline Edgework Tacoma với bộ khung sườn full carbon không tì vết, vành cọc yên ghi đông cũng là carbon. Chiếc xe này được trang bị bộ chuyển động SRAM Z cao cấp nhất hiện nay, không chỉ nhẹ mà vô cùng cứng cáp. Group là sang số điện bằng Bluetooth không dây. Size của hãng là size 49, đo thực tế là ngang là 50 và đứng là 43. Chiếc xe này cũng được cửa hàng nhập trực tiếp tại Nhật. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này có thể alo cho em theo số điện thoại 0989 668 195. Số điện thoại em có dùng Zalo, nhắn cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn. Bác nào ở gần em xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau. Cửa hàng em có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết cụ thể mẫu xe này cho các bác tham khảo. Vâng, em sẽ đo lại phần khung sườn cho các bác nhìn thực tế. Đây, ngang là 50. Và đứng, em sẽ đo từ tâm trục lên đến phần cọc yên là 43. 43 các bác nhé. Khung sườn thì còn rất chi là mới, không tì vết. Màu sơn thì cũng rất chi là đẹp. Phần đầu ghi đông bốt tăng, carbon nguyên bản theo xe. Tay quấn, tay phanh thì không bị rách hay bị chảy xước gì. Cũng đồng bộ nguyên bản theo xe, SRAM Z. SRAM Z là dòng cao cấp nhất hiện nay. Rất là đẹp, rất là mới. Được trang bị thêm một cái đồng hồ siêu sáng, à cái đèn siêu sáng, em nhầm. Đèn siêu sáng ạ. Đấy, em sẽ bật thử lên cho các bác nhìn. Rất là sáng nhé. Giá đồng hồ nguyên bản theo xe. Ghi đông tròn của hãng Edgework. Chữ Z ở mặt trước là logo thương hiệu của Pensoline. Rất là đẹp ạ. Không bị chảy xước hay bị rách gì. Càng carbon rất là đẹp, không chảy xước gì. Còn đây là phần vành. Vành là vành Jovan, carbon cao 5 phân. Vành Jovan này cũng là một thương hiệu khá nổi tiếng. Lốp láp thì cũng còn rất chi là mới nhá. Phanh trước. Vành thì cũng còn tem mác rất là đẹp ạ. Edgework. Khung sườn màu sơn rất là đẹp, không chảy xước. Chiếc xe này được sản xuất tại Đài Loan. Đây, tem mác đây, Made in Taiwan. Đùi đĩa Tam Z. Bidan Shimano Utegra R8000. Trên thị trường thì quý vị cũng gặp rất nhiều những mẫu xe Pensoline. Nhưng Pensoline Edgework thì rất là ít và gặp được những chiếc xe mới như vậy thì khá là hiếm. Size của hãng là size 49. Phần khung sườn đằng sau, vành lốp cũng còn rất chi là mới. Bộ chuyển động đằng sau cũng còn rất chi là mới. Và em cũng báo giá luôn, chiếc xe này có giá trên 190 triệu. Phần cọc yên carbon, yên thì của hãng luôn, Edgework.
còn nguyên zin cơ bác nhá. Đây là phần giấy tờ của chiếc xe này. Giấy tờ về thì xe thì cũng rất là đầy đủ các bác nhá. Giấy tờ thì em cũng có thể xin được, nói thẳng với các bác như vậy, nhưng mà quan trọng là cái hình ảnh của xe lúc ở nước sở tại mới là quan trọng. Các bác nhắn tin cho em qua Zalo, em sẽ cung cấp đầy đủ cho các bác hình ảnh của chiếc xe khi ở bên nước bạn. Cọc yên carbon. Chiếc xe này được trang bị 12 lít, 2 đĩa tương đương với 24 tốc độ. Đồng bộ SRAM Z rất là mới. Không cháy xước gì. Tem mác đầy đủ các bác nhé. Vâng, em cũng sẽ quay lại một vòng mặt bên này của vành lốp để cho các bác nhìn xem có bị cháy xước hay lỗi gì không. Đĩa cũng có hai tầng đĩa. Tầng ngoài là 48 răng và tầng trong là 34, 35 răng. Răng thì cũng rất chi là mới. Khung sườn màu sơn rất là đẹp, không bị cháy xước gì. Đùi đĩa cũng rất chi là mới. Bi đan cũng rất là mới ạ. Tất cả những chiếc xe về với cửa hàng thì cũng đã được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng cả về hình thức và chất lượng. Nên quý vị và các bạn cứ yên tâm mua hàng. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng nhé. Cái gọng nước này là gọng nước nguyên bản theo xe, gọng nước xịn nhé. Còn cái bình nước này thì em vừa mới cho vào để cho nó đẹp. Khung sườn cũng không bị cháy xước gì các bác nhá. Đấy, em sẽ quay một vòng cho các bác nhìn. À, ở đây nó có một cái mã vạch. Đây, em quay cho các bác nhìn mã vạch này, mã cốt gì đấy. Có thể nói nhìn tổng thể, chiếc xe này thì còn rất chi là mới, dàn đồ thì cao cấp không chê vào đâu được. Khung càng, vành, lốp rất là mới. Không có điểm trừ nào luôn các bác nhé. Xe nhà em về như nào là em cũng quay cho các bác, báo cho các bác như vậy. Có xước sát gì em cũng phải nói luôn. Hàng nhà em là hàng chuẩn xách tay Nhật, chuẩn 100%. Em cam kết với các bác là hàng chuẩn, nói không với hàng fake. Em đảm bảo cho các bác mãi mãi về sau này. Có điểm nào sai thì em sẽ chịu trách nhiệm. Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết cho quý vị ngắm một chiếc xe mang thương hiệu Pensoline Edgewood. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.